Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chiều ngày 4 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị triển khai đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025 tại thị xã Nghi Sơn. Sự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí đại tá Dương Văn Tiến, phó giám đốc công an tỉnh, đồng chí đại tá Tống Xuân Giáp, chủ tịch Hội cựu công an nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, đồng chí Nguyễn Thế Anh, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí ủy viên ban thường vụ thị ủy, thành viên ban chỉ đạo 138 thị xã, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, lãnh đạo các phòng ban ngành cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã, công an thị xã, các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trưởng công an các xã phường. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Thành, trưởng công an thị xã triển khai các nội dung cơ bản của đề án 3822. Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, thị ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ thị ủy Nghi Sơn về thực hiện kết luận của đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị quán triệt triển khai đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025 tại địa bàn thị xã Nghi Sơn, gọi tắt là đề án 3822. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thị xã về triển khai đề án 3822. Thực hiện quyết định số 3822 ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn ban hành kế hoạch thực hiện đề án giai đoạn 2024-2025 tại thị xã Nghi Sơn với mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, 100% người nghiện ma túy trên địa bàn xã phường được phát hiện có hồ sơ quản lý và tham gia các hình thức cai nghiện, điều trị nghiện phù hợp. 100% người nghi sử dụng trái phép chất ma túy phải được lập danh sách và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, không có điểm tụ điểm phức tạp, điểm có nguy cơ phức tạp, ổ nhóm, đường dây tội phạm về ma túy, không có vụ việc trồng cây có chứa chất ma túy, sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân thị xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, tăng cường tổ chức các hoạt động tuần tra địa bàn giáp danh, các tuyến giao thông, địa bàn công cộng kết hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội về ma túy. Bên cạnh đó, thị xã sẽ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng, tiếp tục mở rộng nâng cao hiệu quả điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, từ đó góp phần kiềm chế, không để gia tăng tội phạm ma túy và người nghiện ma túy, phấn đấu duy trì và giữ vững số xã phường không tệ nạn ma túy hiện có, đồng thời nâng dần số xã phường không có tệ nạn ma túy, các xã phường có tệ nạn ma túy phấn đấu thành xã phường có ít hoặc không người nghiện ma túy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã và đồng chí đại tá Dương Văn Tiến, phó giám đốc công an tỉnh nhấn mạnh, Nghi Sơn là thị xã trẻ, đang có bước chuyển mình, phát triển mạnh mẽ, là trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, địa bàn rộng, dân số đông, nên tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thị xã vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Bên cạnh đó, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, khép kín. Việc sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng trong giới trẻ. Để thực hiện nghiêm túc có hiệu quả đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025 tại thị xã Nghi Sơn, đồng chí Trịnh Xuân Phú, bí thư thị ủy, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phải quán triệt sâu sắc quan điểm phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách
vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp các ngành và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, chủ trì trong đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy, tập trung tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn xã theo hướng nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống ma túy, cảnh báo về nguy cơ, hậu quả, tác hại, hiểm họa của các loại ma túy, đa dạng các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội để truyền tải thông tin thường xuyên liên tục về tác hại của ma túy. 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã căn cứ chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, chỉ thị số 06 ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Quyết định số 3822 ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Giám đốc Công an tỉnh và chỉ đạo của đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến tại hội nghị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện kế hoạch số 377 ngày 24 tháng 10 năm 2024 về thực hiện đề án 3822 và tập trung lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo hiệu quả, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng 100% xã phường thị xã không ma túy theo tiêu chí của Bộ Công an trong năm 2025. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình đề án kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân và tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan trong chỉ đạo công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy, xây dựng và nhân rộng các mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả, quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tìm kiếm việc làm, vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghiện, tái vi phạm pháp luật. 3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp khẩn trương xây dựng chương trình hành động và tổ chức phát động phong trào toàn dân phòng chống ma túy gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội và các cuộc vận động phong trào khác tại địa phương, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu cán bộ đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định pháp luật về phòng chống ma túy. Thứ tư, giao Đảng ủy Công an thị xã, lãnh đạo Công an thị xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, tham mưu cấp ủy chính quyền các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy, tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra trong đề án 3822, tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, đấu tranh triệt xóa tận gốc các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên huyện, liên tỉnh, xuyên quốc gia, thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp của ma túy, kiên quyết không để hình thành, tái hình thành các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thị xã, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng trong việc ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn thị xã, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm về ma túy. 5. Đảng ủy các xã phường, các cơ quan đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân thị xã về thực hiện đề án 3822, khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đơn vị. Lấy hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã phường không ma túy trong năm 2025. Tại hội nghị, 4 tập thể và 5 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
4 tập thể và 3 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện các kế hoạch tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh. 12 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 1 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Sáng ngày 5 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chủ trì hội nghị thường kỳ thông qua các nội dung tờ trình liên quan đến thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thị xã. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng các phòng ban đội trung tâm thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng công an thị xã, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã, thủ trưởng các đơn vị, chi cục thống kê thị xã, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường Hải Hòa, Bình Minh, Thanh Thủy. Hội nghị đã được nghe và thông qua biểu quyết thống nhất đối với tờ trình đề nghị điều chỉnh nội dung dự án do phường Hải Hòa, Bình Minh quyết định chủ trương đầu tư, tờ trình đề nghị chủ trương đầu tư dự án do xã Thanh Thủy quyết định chủ trương đầu tư và đóng góp ý kiến vào tờ trình xin ý kiến danh mục các dự án đầu tư dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2026-2030. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh, đối với tờ trình kế hoạch đầu tư công phải đồng bộ về ý tưởng, quy hoạch, kế hoạch và lộ trình bố trí vốn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nguyễn Thế Anh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các phòng ban chuyên môn và đề nghị các đồng chí bố trí thời gian đi khảo sát, xem xét về định hình, hướng tuyến các dự án đầu tư, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2026-2030 trên từng lĩnh vực phụ trách, ưu tiên các hạng mục công trình trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giao thông, thủy lợi đê điều, các thiết chế xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sáng ngày 5 tháng 11, Ban chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ con khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024-2025 đã tổ chức lễ bàn giao nhà cho bà Hoàng Thị Lài, tổ dân phố Đại Tiến, phường Ninh Hải. Tới dự có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Mai Sĩ Bình, Chánh Văn phòng Thị ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn và lãnh đạo cấp ủy chính quyền các tổ chức chính trị xã hội phường Ninh Hải, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Đại Tiến. Bà Hoàng Thị Lài thuộc diện đối tượng hộ cận nghèo, lại là phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Vì điều kiện kinh tế không có, nên trong thời gian qua, bà sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi khảo sát thực tế, thị xã Nghi Sơn đã trao kinh phí do cơ quan thị ủy Nghi Sơn hỗ trợ từ cuộc vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024-2025, theo chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau gần một tháng thi công, căn nhà cấp 4 với diện tích hơn 30m² và công trình phụ đã được hoàn thiện và bàn giao cho bà Hoàng Thị Lài với tổng số tiền xây dựng 120 triệu đồng. Trong đó, cơ quan thị ủy hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại được anh em họ hàng ủng hộ vật chất và ngày công. Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy khẳng định, cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024-2025 đã mang lại những giá trị thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội phường Ninh Hải và tổ dân phố Đại Tiến tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã. Các tổ dân phố phải đoàn kết, cố gắng nỗ lực cùng với cấp ủy chính quyền phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động hiến đất mở đường để phát triển hạ tầng cơ sở ngày càng hiện đại, đồng bộ, phấn đấu xây dựng Ninh Hải trở thành phường kiểu mẫu. Ngày 5 tháng 11, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 do đồng chí Hà Văn Giáp, Chánh Văn phòng Điều phối về Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh đã kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Làm việc với đoàn kiểm tra, có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó trưởng ban chỉ đạo thường trực về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã, các thành viên văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã. Trong thời gian qua, thị xã Nghi Sơn đã tập trung chỉ đạo các phòng ban ngành, các xã phường thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được giao theo Nghị quyết Phát triển Kinh tế Xã hội Quốc phòng An ninh năm 2024 của tỉnh và thị xã. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên. Đến nay, chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng thông qua chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đạt 29.686 tấn, đạt 78%. Đã hoàn thành 2 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, duy trì 34 trên 34 bếp ăn tập thể trường mầm non. Đã kiểm tra 1.432 cơ sở, xử phạt hành chính 11 cơ sở, đình chỉ hoạt động 12 cơ sở. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Qua kiểm tra thực tế công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường Hải Lĩnh và phường Bình Minh, đồng chí Hà Văn Giáp, Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, đã đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn được tăng cường siết chặt, dần đi vào nề nếp, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đề nghị thị xã Nghi Sơn tiếp tục quan tâm, rà soát lại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn, yêu cầu các xã phường xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm của năm 2025 ngay từ tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, thông tin tuyên truyền, duy trì các tiêu chí bảo đảm an toàn thực phẩm, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.